em mong rằng là tất cả mọi sự kỳ vọng của gia đình, bạn bè và cả nhà trường sẽ trở thành động lực chứ không phải là áp lực đối với bạn. Và em mong là bạn sẽ hoàn thành tốt nhất kỳ thi này. Chúc bạn Tú cố gắng hết sức trong phần thi cuối cùng. Dù là kết quả là đắng thì bọn em vẫn luôn cổ vũ cho Tú hết mình. Bởi vì Tú là người tuyệt vời nhất trong lòng em. Em muốn đồng ý bạn là bình tĩnh, tự tin và chiến thắng. Chúc bạn thi tốt. Thầy mong đó là đạt thoải mái trên những câu hỏi còn lại. Thầy tự tin là em sẽ lựa chọn hợp lý để giành chiến thắng. Mẹ không có gì hơn còn chúc con là thật bình tĩnh, tự tin và chiến thắng. Đạt ơi, cố lên, mẹ tin con sẽ chiến thắng. Chúc cho con cố gắng rồi tự tin chiến thắng. Xuân Trường hãy bình tĩnh, tự tin và kết quả sẽ tốt sẽ đến với em.